Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay thì Quốc Võ cũng tranh thủ chút thời gian để mình chia sẻ một vài điều về cái vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng và một số những nhân vật liên quan. Thì hiện tại bây giờ đó, trong thời gian mà chờ đợi bên phía của cơ quan chức năng họ điều tra lại theo lệnh của tòa án đó, thì cần phải điều tra thêm một số những nhân vật nữa để tiến hành xét xử. Thì cái thời gian xét xử đó chúng ta phải đến từng ngày quý vị, bởi vì cũng không biết là cái thời gian nào. Tuy nhiên thì chúng ta cũng mong chờ một cái phiên xét xử sơ thẩm là sớm cái nào tốt cái nấy. Và trong phiên tòa đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải mong muốn rằng là sẽ có hết tất cả mọi người liên quan, chứ không chỉ riêng bà Hằng không. Trong những ngày vừa qua đó có khá nhiều thông tin mà khi mình xem qua mình cảm thấy rất là bức xúc quý vị, bởi vì người ta nói rằng là khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét thì cái bộ hồng nó cũng méo đó. Khi mà đã ghét rồi đó là coi như là họ moi móc, họ tìm đủ mọi cách để họ vu khống, họ nhục mạ, họ xuyên tạc, cho dù là những cái thông tin mà nó nhỏ nhất, nó chả có gì mà phải nói là ghê gớm, mà cũng là moi ra rồi dùng những cái lý luận một cách rất là cùng, phải không ạ? Lý luận coi như là không thể nào mà chấp nhận được, để rồi mình tuyên truyền lên, ha, dẫn dắt cái dư luận, làm cho khán giả họ tưởng là thật, rồi cứ như là một số những cái con lươn coi như là bày đàn vào, có những lời comment coi như là chửi rủa, là tục tiểu, nói chung là như vậy. Cho nên là khi mình coi qua những cái vấn đề đó mình cảm thấy rất là bức xúc quý vị, mà tại sao là cơ quan chức năng họ chưa có vào cuộc sớm để họ xử lý đó. Một số nhân vật như là cái dựa vào những trường hợp này để mà cái như là nói những cái điều mà phải nói là không có thật, chà đạp người ta, trong khi người ta là một cái công ty lớn, người ta dành tất cả những tâm tư tình cảm, những cái nguyện vọng, những cái tài chánh, những củ cải, những cái tiền lời thu được để người ta làm một cái thiện nguyện. Mà cái thiện nguyện này giúp đỡ cho quê đất nước, giúp đỡ cho người nghèo khó, chứ không phải là thiện nguyện cho riêng cá nhân gì gia đình của người ta. Người ta làm tất cả mọi thứ như vậy từ lâu mà vẫn là đưa ra nói, rồi có những lời lẽ xuyên tạc, gây cái mục đích coi như là nhục mạ một cái đối thủ của mình. Thì cái điều này là một cái điều phải nói rằng là rất là bức xúc. Giống như là quý vị thấy rằng trước mặt quý vị đây là một cái thumbnail Quốc Võ đã làm sẵn. Thì trong đây có một cái tấm hình là lễ ra mắt quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đó là đề là vào tháng ngày thứ ngày 9 tháng mấy đó, năm 2016 đó quý vị, tức là vào 2016. Nhưng mà trong cái bản sao kê thì là 2014. Như vậy họ đưa ra là tại sao cái này là lễ ra mắt quỹ từ thiện là năm 2016 mà trong cái quỹ sao kê lại nói là từ năm 2014, vậy 2 năm đó là năm đâu? Thưa quý vị, bà Hằng ông Dũng thật sự mà nói đó, những người này họ làm từ thiện, họ không có muốn phô trương. Họ làm từ bao giờ? Họ làm từ còn trẻ lắm. Ông Dũng ông làm từ thiện từ còn rất trẻ, 20 lẻ mấy, 2010, 199 mấy kìa, chứ không phải là 2014 không. Bà Hằng cũng vậy quý vị, làm từ thiện từ khá lâu rồi. Nhưng mà bắt đầu là vào những cái bệnh viện để mà cho tiền, để mà tạo gì coi như là để làm những cái việc mà thiện thiện lành á, thì bắt đầu họ làm từ 2014. Còn cái quỹ mà từ thiện Hằng Hữu này chính thức ra mắt á, thì vào ngày 2016. Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường, họ làm trước đó 2 năm, xong rồi 2 năm sau thì họ mới làm được cái lễ ra mắt, phải không ạ? Thì cái chuyện đó nó quá là bình thường, nó không có gì mà phải bàn cãi, đúng không ạ? Đâu cần thiết là phải là bàn cãi những vấn đề này, là tại sao, là tại sao hiện tại bây giờ là tất cả những cái biên bản sao kê về chi tiết bao nhiêu ngàn tờ giấy gì đó, ông Dũng đã nộp lên trên cơ quan chức năng hết rồi. Tại sao ông lại nộp lên trên cơ quan cảnh sát điều tra trong thời điểm này, là cái vì cái lý do gì? Cái chuyện này hay là hay lắm nha quý vị nha. Cái chuyện này là để vạch trần ra những cái thế lực, những cái tổ chức, những cái bầy đàn mà đã cấu kết với nhau để làm cái gì? Để vu khống, để nhục mạ, để xuyên tạc cái quỹ Hằng Hữu này. Mà cái quỹ Hằng Hữu này là cái gì? Là một cái tổ chức từ thiện, chứ không phải là cá nhân nha quý vị. Bà Hằng bà chỉ cái vi phạm gì? Bà vi phạm 331 là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của cá nhân thôi nha quý vị nha. Còn những cái thế lực kia, những cái thế lực mà chống đối đó, là nó lăng mạ, nó vu khống, nhục mạ, nó xúc phạm, là cái quỹ Hằng Hữu, tức là một cái tổ chức nha quý vị nha. Thì quý vị biết rằng là cũng là tội 311, nhưng mà 311 có dính vào cái gì quý vị?
không đơn giản đâu. Vì vậy cho nên là đó là lý do tại sao mà tòa án họ trả hồ sơ lại để họ xử lý, để họ điều tra thêm những nhân vật có liên quan. Đó là cái điều chúng ta đang quan tâm. À, nó là như vậy quý vị. Rồi những tờ báo lá cải không đăng lên những một số những cái bài viết và được những thành phần bóng bữa này share lại, chia sẻ lại. Hiện tại bây giờ mà còn chia sẻ gì nữa những cái bài báo này, rồi lên mạng đã từng là chửi bới người ta, đã từng nhục mạ người ta, đã nói này nói nọ, rồi bây giờ coi như là lấp liếm, không ạ? Lấp liếm nói rằng là tôi đâu có nói gì đâu này nọ rồi. Cái giọng mình nó vẫn còn đó, và tất cả những anh em YouTuber họ đã copy về máy hết rồi quý vị. Những cái bằng chứng gì mà những cái tên này đã lên ra rả vu khống xúc phạm người ta trong suốt thời gian vừa qua đã được cộng đồng mạng họ lưu về hết rồi quý vị, không chạy khỏi được. Bây giờ cái xóa để chăng nữa thì nó cũng vẫn nằm ở trong những cái máy chủ ha của các anh em YouTuber rồi, thậm chí là khán giả nữa, không thể nào mà chạy thoát được quý vị. Bây giờ cho dù họ có những cái thế lực nào đứng sau lưng để chống lưng giùm á, cũng không có qua khỏi đâu. Ha, đến nỗi ông giám đốc công an Hải Phòng kia còn bị bắt mà không gì đó. Bây giờ chỉ cần là thiếu tướng ông Đinh Nhân Nơi là vào cuộc thôi, bên phía của bác Trọng lên tiếng. Bây giờ là mình cần là Trung ương phải lên tiếng, ha, Bộ Công an phải vào cuộc, bên phía Trung ương vào cuộc là xong. Và mình tin tưởng vào những cái người mà coi như là cầm đầu, coi như là tức là phải gọi là đứng đầu á, những người mà coi như là những nhân vật mà coi như là đứng đầu của đất nước á, họ vào cuộc thì mới coi như là làm ra ngô ra khoai được quý vị. Ha, hôm nay những thành phần họ bắt đầu chia sẻ lại một vài những cái bài báo mà cái này gọi là báo lá cải viết từ cách đây 2 năm về trước. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi coi họ viết cái gì đây nha. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ cho quý vị coi qua một vài những cái tờ báo mà gọi là lá cải đó quý vị. Đăng những cái bài viết. Mà những cái bài viết này thì thật sự mà nói không có được kiểm chứng có thật hay không. Bởi vì cứ như là họ đưa tin lên về một cái tên mà tội phạm giống như là Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập vào một số những tài khoản cá nhân, đặc biệt là đột nhập vào trong cái tài khoản của cái quỹ Hằng Hữu, lấy ra một số những cái thông tin. Và những cái thông tin này là những tấm ảnh chụp thì đôi khi là không biết là tụi nó có dùng Photoshop để nó sửa chữ, sửa này là không, mình không biết. Nhưng mà bây giờ quý vị hãy cùng xem qua cái bài viết sau đây để mình xem họ viết cái gì cái đã, rồi sau đó là mình cùng phân tích chi tiết. Thì cái bài viết này cách đây là 2 năm do một cái người phóng viên nào đó tên là Thảo Nguyên viết rằng là cộng đồng mạng phát hiện hàng loạt những cái bất thường về hồ sơ bệnh nhi của quỹ từ thiện Hằng Hữu, một ảnh chân dung hai hồ sơ phải ngày phẫu thuật sớm hơn ngày sinh 1 năm đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ coi là nó viết cái gì hôm nay. Ngày 12 tháng 9, dân mạng bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy khá nhiều sai sót về thông tin trong hồ sơ của các bệnh nhi được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ phẫu thuật. 2 ngày trở lại đây, cậu IT Nhâm Hoàng Khang liên tục có những chia sẻ bất ngờ liên quan đến quỹ từ thiện Hằng Hữu khiến nhiều người xôn xao. Thì thưa quý vị, trước khi mà đọc tiếp cái bài này thì Quốc Võ nói thêm chút xíu cho một số người mà chưa có hiểu về cái người mà IT tên là Nhâm Hoàng Khang này như thế nào đó. Thì tôi biết rằng là ngày xưa là cái như là Nhâm Hoàng Khang này là một lòng một dạ coi như là làm những cái clip hoặc là những cái dòng trạng thái viết trên TikTok hoặc là viết trên Facebook hoặc là viết ở trên cũng là làm YouTube luôn đó, nói về được cái là tôn coi như là bà Nguyễn Phương Hằng lên mây. Đó, tìm mọi cách để tiếp cận được bà Hằng để cái như là tạo được một cái lòng tin tưởng đó, rồi coi như là nhờ vào cái tài coi như là mình hack vào trong những cái tài khoản đó thì coi như là đã coi như là làm một số những cái điều mà khiến cho coi như là bên phía của bà Hằng đó cũng khá là tin tưởng cái anh chàng này
Tuy nhiên sau đó có những cái vấn đề đó, mà nếu như mà cái anh chàng này anh biết được là bà Hằng mà coi như là nâng đỡ hoặc là coi như là động viên khích lệ tinh thần, hoặc là đừng là khen tặng không, hoặc là kết bạn với một số những cái người nào khác đó, thì cái anh chàng này ảnh cố tìm cách mọi cách để ảnh coi như là ngăn chặn ha, để coi như là chiếm hữu cái lòng tin tưởng của bà Hằng là tuyệt đối. Sau khi bà Hằng có phát hiện ra cái vấn đề này thì mới là coi như là không còn liên lạc nữa ha, không còn như là giao tiếp với lại cái anh chàng này nữa. Thì sau đó anh chàng này ảnh mới hận, ôm cái mối hận rồi quay xe và coi như là phản phé đó. Thì coi như là cái bước đầu tiên mà phản phé đó là hack vào trong những cái tài khoản của cái quỹ từ thiện Hằng Hữu, hack vào trong những cái tài khoản mà cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Thì thưa quý vị, mình đọc tiếp. Theo đó thì Khang cho biết sẽ công bố sao kê 280 tỷ đồng từ A tới Z của quỹ từ thiện Hằng Hữu. Nhâm Hoàng Khang khẳng định đã lấy được là 464 trên 1784 trang sao kê và sẽ công bố toàn bộ vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Thậm chí Khang còn khẳng định việc làm của mình không hề phạm pháp. Trong lúc dân mạng vẫn còn đang bán tín bán nghi trước những thông tin này thì hôm nay 12 tháng 9, dân mạng lại tiếp tục phát hiện ra nhiều sự sai sót nhầm lẫn về thông tin của các em bé được quỹ trái tim Hằng Hữu tài trợ phẫu thuật trong nhiều năm qua. Những sai sót này không chỉ xảy ra trong một trường hợp mà thông tin của nhiều bé được tài trợ phẫu thuật, điều trị đều có những sai sót về ngày tháng hoặc thông tin cha mẹ. Cụ thể nhiều em bé có tên và ngày tháng sinh khác nhau nhưng lại có hình chân dung giống hệt nhau. Đó là trường hợp của bé NHAN sinh ngày 1 tháng 1 2012 và NBN 1 tháng 1 2013. Không chỉ có chung một hình chân dung mà ngày sinh của các bé cũng cách nhau tròn một năm. Một sự trùng lập tương tự giống như trường hợp trên chính là bé TLDT sinh ngày 1 tháng 1-2011 và bé NMT sinh ngày 1 tháng 1-2010. Hai bé có tên và năm sinh khác nhau nhưng lại có ảnh chân dung và ngày tháng sinh trùng nhau. Không chỉ trùng hợp thông tin giữa các trường hợp nhận tài trợ phẫu thuật mà cư dân mạng còn phát hiện ra nhiều điểm sai sót về ngày xuất viện và ngày nhập viện của một số bé. Trường hợp của bé HTTH sinh ngày 1 tháng 1-2014, dù ca bệnh này được ghi chú là phải thực hiện phẫu thuật, nhưng trong hồ sơ lại ghi được xuất viện luôn cùng trong ngày. Tức là ngày phẫu thuật và ngày xuất viện đều ghi 1 tháng 6-2015, hay có những trường hợp bệnh nhi ngày xuất viện quay ngược thời gian trước cả ngày nhập viện hẳn 4 tháng. Thời gian xuất viện và nhập viện của nhiều trường hợp bệnh nhi khiến nhiều người khó hiểu, đặc biệt trong phần hồ sơ của bé được chữa trị thông liên thất, phân màng, viêm phổi nặng, phù não lại có ngày nhập viện trước cả ngày sinh gần một năm. Cụ thể bệnh nhi sinh ngày 16 tháng 10, 2017 nhưng có ngày nhập viện vào 22 tháng 9, 2016 và ngày xuất viện là 12 tháng 10, 2016. Trưa 12 tháng 9, phóng viên đã gọi điện đến số điện thoại của chị Nguyễn Thị Khoa, mẹ bệnh nhi, trong bức ảnh chụp màn hình trên và được chị xác nhận vào tháng 9, 2016, em bé đã được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 20 ngày thực hiện ca mổ, bệnh nhi đã không qua khỏi. Có thể thấy trong trường hợp của bệnh nhi này có thể đã xảy ra sai sót trong lúc nhập thông tin năm sinh của cháu bé. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những nhiều hồ sơ có sai sót về số liệu năm sinh, ngày xuất nhập viện, thậm chí cả hình ảnh của các bệnh nhi. Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao, đồng thời nhiều người đặt nghi vấn liệu những cái sai sót trên phải chăng là do sơ suất trong quá trình nhập thông tin của các bé vào hồ sơ hay không. Để xác minh những thông tin đó trên, chúng tôi đã truy cập vào website của quỹ từ thiện Hằng Hữu. Tuy nhiên, sau khi click vào trang web này đã trở về website của khu du lịch Đại Nam. Ở thời điểm hiện tại, không ít người đều lên tiếng mong bà Nguyễn Phương Hằng sẽ xác minh và lên tiếng nói rõ về những số liệu không chính xác trong hồ sơ các bệnh nhi đã được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ phẫu thuật.
Quỹ từ thiện Hằng Hữu lấy tên từ con của ông Huỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Hằng Hữu. Quỹ được ký hợp đồng vào tháng 9 2014, đúng ngày sinh nhật của con trai ông Dũng bà Hằng. Kể từ khi bắt đầu hoạt động, quỹ đã có hơn 2.000 em bé được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của quỹ Trái tim Hằng Hữu đã thỏa thuận giữa công ty Đại Nam và Bệnh viện Y học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ dự kiến hoạt động 16 năm từ 2014 đến 2030. Ước tính mỗi năm quỹ sẽ hỗ trợ thực hiện từ 500 cho đến 1.000 ca cho trẻ em nghèo khó khăn không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu hoạt động đủ 16 năm, ông Huỳnh Quy Dũng ước tính số tiền tài trợ cho chương trình này khoảng từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên ngày 23 tháng 6, Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu đã đồng loạt gửi công văn đến 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình Trái tim Hằng Hữu và Giờ vàng cấp cứu từ tháng 10/2021. Lý do được đưa ra tại văn bản là do các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19. Công ty cổ phần Đại Nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của khu lịch văn hóa thể thao. Đó thì thưa quý vị, qua các bài viết sau đây đó, thì chúng ta ngẫm ra một điều đó là nếu như mà khi mà đã thương á, thì trái ấu cũng tròn, mà khi nó đã ghét rồi thì cái bộ hòn nó cũng méo. Khi mà nó đã ghét rồi thì tìm mọi cách, tìm mọi cái bánh khóe, tìm mọi cái ngóc ngách, một cái chi tiết để nó moi móc ra, cho dù đó là chỉ là một cái phần nhỏ nào đó trong cái vấn đề thôi, chứ không phải là cái chuyện mà người ta mở ra một quỹ từ thiện từ năm 2014 cho đến bây giờ đó là cái chuyện nó có thật và được coi như là chính quyền các cấp lãnh đạo họ đã biết, báo chí họ đã đăng lên và bao nhiêu tiền đã được tài trợ để mổ tim cho các bé bẩm sinh đó là nó lên đến tới 2.000 mấy trăm bé lận quý vị. 2.000 mấy trăm bé và cái sự sai sót khi mà họ nhập thông tin dữ liệu vào chỉ có một vài trường hợp thôi thì cái chuyện đó là cái chuyện nó chưa tới như là 0.01% nữa mà. Phải không ạ? Coi như là chỉ có 2-3 trường hợp gì đó thôi nó bị nhầm lẫn thông tin, cái đó là bệnh do bệnh viện làm quý vị. Những cái người mà nhập thông tin nó nhiều quá, mỗi ngày như vậy họ làm việc rất là nhiều những trường hợp và họ nhập những thông tin vào những cái chuyện đó, nó đôi khi nó nhầm lẫn về cái con số. Cái chuyện đó là cái chuyện cũng khá là bình thường. Kể cả những cái người làm trong kế toán của những cái ngân hàng hoặc là những kế toán của những công ty mà lớn, đôi khi họ còn phải nhầm lẫn những con số. Cái này huống gì những cái người mà y bác sĩ mà khi mà họ nhập những cái này lên. Cái vấn đề về nhập nhầm lẫn về cái vấn đề về những cái chi tiết trong những ngày tháng năm sinh của các bé đó thì nó không thuộc vào cái vấn đề của bên công ty Đại Nam. Bởi vì công ty Đại Nam á là họ cung cấp một số tiền lớn đó rồi bệnh viện có cái nhiệm vụ là phải trích tiền ở trong đó ra để chạy chữa cho những bệnh nhân đó. Cái còn mà như là những người mà họ làm thiện nguyện tài trợ, họ coi như là mạnh thường quân, họ bỏ tiền ra một lần thôi và họ không có cần thiết phải theo dõi. Những cái vấn đề về cái quỹ từ thiện Hằng Hữu này có người làm hết. Bên phía của bà ông Dũng cũng không rảnh quý vị. Họ đầu tư thời gian của họ vào, đầu tư thời gian công sức họ vào để làm cái gì? Để coi như là làm để kiếm cái tiền thôi. Họ kinh doanh, họ buôn bán, họ làm đủ mọi cách để họ kiếm ra tiền. Và cái tiền đó nó sẽ, sau khi trừ hết chi phí rồi đó, cái tiền lời bao nhiêu á, đập vào hết trong cái hội quỹ Hằng Hữu đó. Và họ cũng không có để ý xem là một ngày hôm nay là mổ tim cho bao nhiêu ca, rồi những cái ca đó là những em bé tên gì, bao nhiêu tuổi, sinh ngày mấy tháng mấy, cha mẹ là ai. Họ không có quan tâm tới vấn đề đó. Cái thời gian của họ là nó rất là quý giá, cho nên khi mà họ đã bỏ tiền ra làm từ thiện rồi thì ai mà quan tâm tới cái vấn đề là cái bé đó sinh ngày mấy tháng mấy, cái bé này nó lớn tuổi quá, thôi nhường cho những bé nhỏ hơn. Hoặc là cái bé sinh ngày vào ngày cái ngày này nó xấu quá, thôi đừng có mổ, để cho cái bé sinh này nào mà tốt hơn là mổ. Không phải như vậy quý vị. Họ không có thời gian, không có công sức, tâm trí để mà quan tâm tới cái chuyện đó. Cái chuyện mà nhập sai dữ liệu hay là bất cứ một cái gì đó là nó thuộc về những người về làm kế toán, những người về làm logistics, tức là họ thống kê, họ nhập những dữ liệu vào. Thì đôi khi nhiều việc quá thì đôi khi họ nhập bị sai dữ liệu. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường và cái chuyện này nó cũng không có quan trọng hóa vấn đề. Phải không ạ? Cái quan trọng của vấn đề là mỗi năm như vậy đó có được bao nhiêu trường hợp được cứu sống. Còn đôi khi
đâu phải là kiểu như là bác sĩ là thần thánh hay là cái gì đâu mà mổ tim mà coi như là 100 ca là sống hết 100 ca quý vị. Ha, 100 ca mổ thì đôi khi những cái xác suất mà cái tỷ lệ mà tử vong á nó có thể là chiếm là coi như là 5-10% gì đó. Bởi vì có những cái bệnh tim nó rất rất là nặng. Có những cái ca mổ mà phải nói rằng là thập tử nhất sinh thì không thể nào mà bác sĩ có thể hứa cho mình chắc chắn 100% là khi mổ là qua khỏi 100% quý vị. Nó cũng có những cái sai sót từ những cái tỷ lệ chứ. Cái tỷ lệ mà tử vong mà từ 5 tới 10% là coi như là hay lắm rồi đó quý vị. Cho nên cái vấn đề về khi mà phỏng vấn một cái người mẹ nào đó của một đứa em bé mà được mổ bụng tim mà nói là bé là sau khi mổ xong 20 tiếng đồng hồ mà bé mất đó, thì cái chuyện đó nó cũng khá là bình thường. Mình nghe qua mình cảm thấy mình đau lòng bởi vì không cứu được cái bé đó. Tuy nhiên cái vấn đề mà tử vong sau mổ đó, mà đặc biệt là những cái ca mổ mà nặng đó, thì vấn đề tử vong đó thì nó không thể nào mà chúng ta bảo đảm chắc chắn 100% là mổ ra là phải lành bệnh hết 100% được quý vị. Phải không ạ? Cho nên cái vấn đề về cái quỹ mà từ thiện hằng hữu này đó, thật sự mà nói đây là một cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy rằng là nó mang nhiều tâm tư tình cảm. Khi mà bà Hằng bà tuyên bố ra mà nếu mà bà đành lòng phải đóng cái quỹ hằng hữu này trong cái thời gian trước đây đó mà chúng ta đã nghe qua đó, thì phải nói rằng là tự bà nói rằng là chính tự mình bóp nát trái tim của mình. Bởi vì cái người mà họ họ đẻ ra một cái điều mà thiện lành, ha, họ khai sáng, họ coi như là khai phá ra ha một cái quỹ từ thiện như vậy đó, một cái quỹ từ thiện mà nó lớn coi như là tầm cỡ mà coi như là Việt Nam mình nghĩ rằng là chưa có ai mà có đủ tâm đủ tầm mà làm được mở ra một cái quỹ từ thiện mà nó giống như vậy quý vị. Không ạ. Cho nên là khi mà đành lòng mà phải đóng nó đó trước cái thời gian mà quy định đó là một cái điều phải gì đó phải nói rằng là khó khăn lắm ở trong cái tâm tư của mình. Bà nói rằng là đóng cái quỹ này giống như là mình tự mình bóp nát cái trái tim của mình vậy đó. Cho nên mà khi mà những người mà họ họ bày đàn với nhau, họ làm một cái tổ chức mà họ chống phá, họ đánh thẳng vào vấn đề này, để đến bây giờ mà khi mà bà Hằng đã bị bắt vô trong trại tạm giam hơn 15 tháng nay mà họ vẫn còn ở ngoài, họ vẫn còn mang một cái mối thù gì đó mình không biết, họ bao che cho nhau như thế nào đó mình không biết, nhưng mà họ vẫn còn ra rã mỗi ngày để họ lên để họ nói vu khống, họ nhục mạ, họ xúc phạm về cái vấn đề này đó, thì mình thấy là thật sự mình không còn cái lời nào để mà có thể là diễn tả được, mình có thể là nói được những điều bức xúc của cá nhân của mình, hoặc là nói một tiếng nói chung đối với những người mà mang cái tâm mà thiện lành đó, những người mà mong muốn bảo vệ cái lẽ phải và bảo vệ cho những điều mà thiện nguyện mà ông bà Dũng Hằng đã làm đó, thì phải mình không có thể nào mà mình có thể là im lặng được quý vị. Mình phải nói càng ngày càng phải mạnh mẽ hơn để chi, để cho cái như chính quyền họ vào cuộc để họ xử lý những cái cá nhân đó. Mà cái này không phải chỉ cá nhân không đâu quý vị, đó là một tập thể đó. Khi mà bây giờ các một số những anh em YouTuber mà lúc trước đã đứng về phía họ nhưng mà bây giờ cũng đã suy nghĩ ra thấu đáo được cái vấn đề và cùng đứng lên vạch trần cái bộ mặt ha của những cái thành phần này đó, thì mình mới thấy được rằng là họ là một cái tổ chức nó rất là ghê gớm luôn quý vị, nó cấu kết với nhau từ trong nước tới ngoài nước. Đây phải nói rằng những thành phần rất là bẩn bựa mà chúng ta không thể nào mà chúng ta tha thứ được quý vị. Cho nên cũng mong rằng á là cái tiếng nói của mọi người, trong đó có các anh YouTuber đứng về phía coi như là bảo vệ một lẽ phải, đồng đồng hành chung với lại khán giả ha, những ai mà có những cái thông tin nào đó, những ai có được cái những cái đoạn video clip của những cái cá nhân của những cái tập thể đó mà nó đã lên nó bêu nhọ, nó bôi xấu người ta, bây giờ chúng ta phải thu thập tất cả những thông tin này và chuyển hết toàn bộ cho bên phía của cơ quan chức năng, bên phía của Trung ương để họ vào cuộc.
và họ tiến hành, họ điều tra, họ truy tố. Chứ không thể nào mà để những cái nhân vật này mà còn tồn tại coi như là ở ngoài vòng pháp luật mà ra rã mỗi ngày như vậy quý vị. Không thể được. Không. Cho nên hôm nay mà khi mình nghe một số những kênh YouTube mình chia sẻ một số những bài viết lên, mình rất là bức xúc quý vị. Rồi thì nói chung là Hoàng Quốc Võ sẽ liên tục cập nhật thông tin cho quý vị ha, trong một những cái thời gian sớm nhất. Thì Quốc Võ cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ, khích lệ tinh thần và động viên, cũng giống như là mua những cái sản phẩm mà rất là tốt về đông trùng hạ thảo, collagen cũng như trà Sitaba đó. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sắp tới đây, một ngày gần nhất đây nè, là cũng là trong tuần này quý vị, là cái ngày mà Father's Day á, thì nó cận kề rồi, tức là ngày của cha. Cha là một nơi, là một cái người mà sinh như là sinh ra bản thân của mình, không có mang nặng để đau, nhưng mà cái lòng, cái tình của cha thì nó vô bờ bến không vậy ạ. Cho nên là sẽ có những cái phần quà mà nó tặng cho chúng ta, tặng cho người cha của mình, giống như là mình mua ở đông trùng hạ thảo, hoặc là mình mua trà, hoặc là mình mua collagen đó, để mình cùng quà biếu. Thì dĩ nhiên trong cái ngày Father's Day này, Quốc Võ cũng có những cái đợt khuyến mãi rất là đặc biệt đó, giảm giá là khuyến mãi đặc biệt cho quý vị, để mình có thể là mình mua, mình làm quà tặng cho cái người cha thân yêu của mình đó. Thì bây giờ quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip sau đây nha, để biết coi là mình sẽ có được cái đợt giảm giá như thế nào và khuyến mãi ra sao nha. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quốc Võ đang uống cái trà là Ashitaba quý vị. Ashitaba là một cái loại trà mà rất là đặc biệt, sản xuất từ Nhật Bản luôn quý vị. Đó, cái trà này uống vô để giảm mỡ trong máu ha, tức là giảm cholesterol, rồi tránh đột quỵ nè, tránh đau nhức khớp tay khớp chân nè ha, giúp cho chúng ta ngủ ngon nè, điều hòa khí huyết nè, tất cả mọi thứ. Thì quý vị biết rằng là trong cái tháng 6 này là cái tháng của cái ngày mà lễ cha, tức là Father's Day đó. Lúc nào cũng vậy hết á, Mother's Day không, thôi sau là tới là Father's Day của tháng 6 luôn quý vị. Thì cũng có những đợt khuyến mãi đặc biệt luôn. Đó, đây là trà Ashitaba. Đó, một hộp như vậy đó quý vị, là 60 gói bên trong nè, quý vị mở ra nè. Thấy không? 6 ngăn, mỗi ngăn 10 gói, tức là 60 gói. Đó, họ làm cái hộp rất đẹp ha. Cái hộp trà này Quốc Võ bán là $65 cho một hộp nha, $65. Mà nếu như quý vị nào mua ba hộp như thế này nè, là Quốc Võ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Đây, chai dầu này quý vị nè. Đó, chai dầu này nha, và một hộp trà nhỏ này. Nếu như quý vị nào mà mua ba hộp trà lớn thì quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Hộp trà nhỏ này Quốc Võ bán là $25, chai dầu này Quốc Võ bán là $15. Như vậy là cái quà, phần quà tặng là $40 quý vị. Quà tặng là $40 nếu quý vị nào mua ba hộp trà lớn này, mỗi hộp $65. Đó, đã chưa? Rồi, đó là cái phần nói về là trà. Rồi, bây giờ mình nói tới cái bột dinh dưỡng. Bột dinh dưỡng Ashitaba, đây quý vị, nó cũng là cùng một hãng luôn, tức là hãng Ashitaba luôn, từ Nhật Bản luôn quý vị. Nhưng mà cái này là bột. Nếu như mà quý vị nào đó mà làm biếng ăn nè, thí dụ như mình không có thời gian để ăn sáng nè, mình đi làm sớm quá, thì mình dùng hai gói bột này, mình đổ vào trong một cái ly cao cỡ này, rồi mình đổ nước sôi vào, mình quấy đều lên, mình uống hết cái ly nó là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng luôn nha quý vị nha. Chỉ cần hai gói thôi quý vị. Ha, hai gói thôi. Hoặc là quý vị nào mà không muốn ăn trưa đó, ví dụ mình làm nail, mình làm tóc, hoặc là mình làm cái nghề gì mà không có thời gian ăn trưa đó, thì mình cũng có thể dùng hai cái bột này, mình đổ vào trong cái ly đó, mình khuấy đều lên bằng nước sôi, rồi mình uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn trưa. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì trong này có 36 chất lượng. Người ta nói ngày xưa là bột ngũ cốc đó, ngũ cốc là chỉ có 5 chất thôi, mà bây giờ có 36 chất luôn quý vị. Nó rất là đủ chất dinh dưỡng cho mình luôn. Dĩ nhiên nó không có thịt cá trong này, nó không có thịt cá, tức là dành cho những người nào mà ăn chay trường được luôn quý vị ha. 36 chất dinh dưỡng. Phía sau này nó có cái hình nè, cái hình này là chụp là 36 chất dinh dưỡng nè quý vị nè, trái cây, củ quả, rau gì đó, đủ thứ trong đây hết quý vị đó. Hoặc là quý vị đi làm về mệt buổi tối đi,
mình không có thời gian để nấu cơm và mình cũng mệt mỏi quá, mình không muốn ăn cơm cơm tối đó, thì mình có thể dùng hai gói bột này để mình khuấy đều lên và mình uống luôn cũng được luôn quý vị, là thay bữa ăn tối luôn, đủ chất dinh dưỡng luôn quý vị. Đó, đã không? Như vậy thì coi như là cái hộp bột này nè, cái hộp này nó có 60 gói, giá là 95 đô la cho một hộp quý vị nha. 95 đô la cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua một hộp này đó thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà nhỏ này. À, đã chưa? Toàn là quà tặng không quý vị, hộp trà nhỏ này. Đó. Chỉ cần quý vị mua một hộp trà này thôi là quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ này. Đã chưa? Vừa có bột vừa có trà luôn mới đã chứ. Chỉ có 95 đô la thôi quý vị. 95 đô la thôi. Đó. Rồi. Thì cái đó là coi như là mình vừa nói là trà Acetaba và bột dinh dưỡng Acetaba. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái đặc biệt hơn nữa là cái gì quý vị biết không? Đông trùng hạ thảo. Cái này mới ghê nè quý vị. Đây. Quý vị thấy cái hộp này không? Cái hộp này họ thiết kế rất là đặc biệt, rất đẹp luôn. Mình mở nắp ra nè. Đây, đó. Mở nắp ra là bên trong nó có một cái chai. Cái chai này họ làm cái nhãn hiệu rất là đẹp luôn quý vị. Rất là đẹp luôn. Trong chai này có 90 viên tất cả, viên con nhộng quý vị ha, viên con nhộng 90 viên. Đông trùng hạ thảo thì quý vị nói rằng cái nó quá tuyệt vời, nó không có cái gì mà nó hơn đông trùng hạ thảo được hết á. Đó, nó ngang hàng với lại là Fucoden đó quý vị. Thì cái đông trùng hạ thảo này nó ngăn ngừa ung thư nè. Nếu như một quý vị nào mà bị mà ung thư thì lúc mà bị xạ trị đó thì cái này nó cũng giúp cho rất là nhiều luôn. Nó cái gì đó, nó hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ha. Và nếu như quý vị nào mà chưa bị ung thư đó thì cái này là ngăn ngừa ung thư rất là tốt luôn. Ngoài ra nó trị rất là nhiều những cái bệnh giảm mỡ, giúp ngủ ngon, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, tăng cường lượng đường huyết, tránh cao mỡ, giúp chúng ta khỏe mạnh trong người. Mình uống buổi sáng nha quý vị nha, buổi sáng như vậy mình uống 2 viên là đủ rồi đó, một ngày 2 viên thôi. Sáng thức dậy một cái đó là uống liền, là một ly nước nước lọc cao cái này nè, nặng thêm chút xíu chanh hay là gì đó vô cho nó khử độc tố, rồi mình uống 2 cái viên này nè vô trước khi ăn sáng, đó là tuyệt vời luôn quý vị. Mình uống bảo đảm 7 ngày thôi là mình thấy nó khác, cơ thể mình khác liền. 200 đô la một hộp này quý vị, chỉ có 200 đô la thôi một hộp này thôi. Mà trong cái thời trong cái mùa tháng 6 này quý vị biết rằng là nếu như chúng ta mua 2 hộp này thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này và một chai dầu Tibet này, thậm chí free shipping của quý vị luôn nha, free ship luôn. Nếu như quý vị mua 2 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 200 đô, 2 hộp là 400, thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này cộng thêm một chai dầu Tibet này và free shipping cho quý vị luôn. Bảy chưa, hết sảy luôn, còn gì nữa. Đó. Rồi. Cái đó là mình nói tới đông trùng hạ thảo. Và bây giờ cũng đặc biệt nữa, không kém. Cái mặt hàng này là Quốc Võ đã bán cho thị trường rất nhiều rồi quý vị. Mọi người mua ủng hộ và đã tái order tới 3-4 lần rồi quý vị. Đó là cái gì? Collagen. Collagen là từ Nhật Bản. Đây. Một cái hộp này nè quý vị nè. Một cái hộp này gồm có 10 lọ, mỗi lọ nó như thế này. À, đã chưa? 10 lọ nha, 10 lọ mỗi hộp. Collagen thì quý vị biết rằng là nó làm cho chúng ta là da dễ hồng hào nè, tẩy tế bào chết nè, những người nào bị tàn nhang nè, bị nám mặt nám mày nè. Ha, nhất là quý vị mà từ 40 tuổi trở lên đó, bắt đầu là cái da mình nó có chiều hư hướng là nó hơi nhăn nhăn nha quý vị. Đó, chân chim này đó. Rồi là cái đông trùng hạ thảo này đó, là cái collagen này nè, nó sẽ giúp cho mình là tái tạo lại da mới ha. Căng da sáng bóng không cần phải chích Botox hay là cái gì cả. Rồi. Móng tay móng chân rất tốt luôn. Cái này mình uống trước khi đi ngủ nửa tiếng ha. Trước khi đi ngủ nha, uống nửa tiếng là mình uống một lọ này vô, giúp cho mình ngủ ngon ha, ngủ rất ngon. Ngoài ra làm cho mình là trắng da dài tóc. Tuyệt vời luôn, móng tay móng chân rất là chắc khỏe luôn. Đó, cảm thấy tinh thần mình sảng khoái. Nó làm cho mình ngủ sâu. Ví dụ như là mình ngủ từ 12 giờ khuya là mình ngủ đi. Thường thường Quốc Võ ngủ là sao 12 giờ khuya không à. Tại vì mình làm việc nhiều. Mình uống vô một cái lọ này, ngủ một giấc luôn cho tới 7 giờ luôn quý vị. Không tiểu đêm luôn. Nếu như mình uống cái đông trùng hạ thảo này nè, mình uống cái này là buổi sáng,
Mình uống cái này buổi tối, hai cái kết hợp với nhau, không tiểu đêm luôn quý vị, là một giấc từ 12 giờ khuya tới 7 giờ sáng luôn quý vị. Ngủ sâu và ngủ ngon thì nó khỏe cho người, chứ nếu mà mình ngủ mà nó trằn trọc băn khoăn rồi mình nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ, đó là nó mệt mỏi lắm. Cho nên là giúp cho chúng ta ngủ sâu và ngủ ngon thì đây là collagen nha quý vị nha. Một hộp này đó $90 một hộp này quý vị. $90 một hộp này nha. Mà trong cái mùa tháng 6 này là cái tháng mà ngày lễ tạ ơn cha đó, thì Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng chúng ta mua 2 hộp tặng 1 hộp. À, mua 2 hộp tặng 1 hộp nha. Mua 4 hộp tặng 2 hộp. Và mua 6 hộp tặng 4 hộp. Và khi nào quý vị mua 6 hộp đó, ngoài cái tặng 4 hộp ra thì Quốc Võ tặng thêm một cái chai dầu Tibet này nè. Chai dầu này bán lẻ 15 đồng nha. Sản xuất tại Mỹ 100%. Chai dầu này sản xuất tại Mỹ, giúp cho chúng ta bị đau nhức chỗ nào là mình thoa cho đó. Đó. Thoa rồi bị cảm cúm sổ mũi, hít vô một cái là nó hết. Đau nhất hoặc là con gì cắn là thay vô là nó hết quý vị. Chai dầu này nè, sản xuất tại Mỹ nha. $15 chai dầu này. Nếu như quý vị nào mua 2 hộp collagen mình tặng 1 hộp. Nếu quý vị mua 4 hộp mình tặng 2 hộp. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp mình tặng 4 hộp và tặng thêm chai dầu này nữa nha quý vị nha. Nhưng mà cái này nó rất là nặng. Cho nên tiền shipping là quý vị phải trả nha, chứ không có free được. Tiền shipping là quý vị phải trả tiền shipping. Tính toán theo cái khối lượng mình mua bao nhiêu thì tính toán là cái giá shipping bao nhiêu. Một cái hộp này nặng lắm quý vị. Đó, rất nặng nha. Mà 10 hộp là nặng dữ lắm, cho nên là mình chia ra làm hai cái kiện hàng. Ví dụ như quý vị nào mà mua là 6 hộp tặng 4 hộp thì tổng cộng là 10 hộp đúng không? Thì mình chia ra hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship. Bởi vì nếu mình bỏ vô kiện hàng mà 10 hộp thì cái người mà bưu điện họ nặng quá, họ khiêng không nổi rồi họ quăng bể. Tại cái chai này bằng thủy tinh. Chai này bằng thủy tinh như quý vị nha. Cho nên là nó dễ bể. Vì vậy cho nên nếu mình bỏ một kiện hàng mà 10 hộp luôn á thì nó quá nặng đi, nó tới 30 mấy pound là nó nặng quá. Thì cái người mà bưu điện họ sẽ không khiêng nổi và họ quăng nó bể. Cho nên Quốc Võ sẽ chia ra làm hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp thôi. Thì nó sẽ nhẹ hơn thì dễ hơn. Đó. Cô đi chào quý vị nha. Quá tuyệt vời luôn. Mời quý vị. Thì đó là những sản phẩm mà Quốc Võ đang chia sẻ cho mọi người trong cái tháng 6 này là cái tháng lễ tạ ơn cha. Và nếu như quý vị mà thương mến Quốc Võ trong thời gian vừa qua đó thì Quốc Võ xin cảm ơn rất quý vị rất là nhiều. Có nhiều quý vị cũng đã tái order trở lại để mà cùng đồng hành chung Quốc Võ trong suốt thời gian vừa qua, thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ủng hộ Quốc Võ bằng cách là chúng ta nhấn vào nút subscribe kênh, like vào cái clip này, đồng thời cũng là order sản phẩm bằng cách là chúng ta gọi điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nằm ở xa đó thì mình có thể là liên lạc qua Zalo. Zalo đó là số điện thoại là cộng 1 nha, nhớ là cộng 1 714-247-9474. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là yên bình hạnh phúc và thân tâm an lạc nha. Ok, I love you.